Các bạn là một chiếc xe hay là thay đồ một chiếc xe? Rồi chào các bạn, thêm xe em chị hú được nữa nè, Exeter. Là dễ hú nhất là xe Exeter bị nào, Exeter 4 số công tự động nè. Do là nó lâu đời quá các bạn. Mà các bạn á, mắc phải sai lầm là các bạn không giống em. Em có hướng đi riêng, em làm xe nào cũng thay số đúng không? Và mình kiểm những xe nào số đẹp mình mới không thay, chứ không phải là cứ vô đụng mà thay. Đó, như xe này nè, đã làm mấy rồi nè mà bị hú số, hú số 3, số 4. Thì bây giờ em sẽ gỡ ra em làm toàn bộ máy lại là một. Đó, xe này em chỉ hú được là hai nè. Và cái thứ ba là mình sẽ chỉnh sửa những chi tiết trên xe do chủ xe quyết định. Thì bây giờ bắt đầu em sẽ gỡ ra, em làm những gì em quay cho các bạn coi ha. Giống như là rè đầu đèn rồi sơn dàn chân đồ. Cảm ơn các bạn nhiều. Đồ nhựa của em á là hai miếng này là anh mua mới. Anh mua miếng này là em chưa thay nè, không nói nè. Miếng này á mua luôn. Đó, và anh sẽ mua là hai miếng tem này. Còn cái này gãy nè, là anh hàng lại được cho em nè. Đó, là xong phần đồ nhựa của em. Bây giờ máy xe này em đã mở ra ha. Đó, thì bây giờ là đầu tiên là số chắc chắn phải thay nè. Chứ hôm thôi là vài bữa đầu nó hú số lại nè. Xe mà 4 số con tự động đời này rất là dễ hú số ha. Rồi, dơn này em sẽ thay bằng đạn dơn nè. Tay dơn này chủ xe đang xài tay dơn Mitu Toyo, thì em sẽ thay lại tay dơn Numa chủ xe. Bật đạn, các bạn thấy bật đạn máy bị xét không? Đó, thì em sẽ thay lại bật đạn máy mới cho chủ xe. Lòng này thì đang đi lòng 150 mặt bê tông, là bê tông lô nha các bạn, ép gì đó. Thấy chữ ND bự vào á không phát là lòng lô nha. Lòng cho 50 là lô nhiều nhất. Đó. Bây giờ để mình hỏi chủ xe, mặt đạn này thay cũng không đúng nè. Đó, cho nên em mới kêu anh mở ra ấy mặt đạn để vợ thấy. Rồi. Ví dụ cũng làm mà làm đồ gì mới được nha các bạn. Đầu thì đang đi số bắp CNC. Cam này thì đang đi cam độ. Rồi, coi này em sẽ kiểm tra lại chủ xe nè. Mặt nhôm này là dớt mỏng rồi ha. Người ta canh nồi á, canh theo nồi á. Người ta đi 4 lá chẵn luôn, không còn đi lá lỡ nữa. Chuông này thì dớt chuông rồi, để đi bố dán nè. Đó, thì bây giờ là em sẽ thay lại nguyên cụm nồi zin luôn. Là em sẽ thay chuông nè, em thay chuồng heo luôn nha các bạn, bởi vì những cái nào mà liên quan tới hú mình giết nó. Xe này đồ lô hơi nhiều ha, lòng lô nè, cốt nước, phó cốt nước đồ lô nè, đầu thì bây giờ em sẽ bơm ra em kiểm tra số bắp đó coi như thế nào. Đầu em sẽ báo chủ xe. Mặt đạn đâu không có thay thôi, đạn xét hết, cũ có làm mà không thay mặt đạn xét, mặt đạn hết. Mình kiểm tra dĩa đề luôn. Và bắt đầu kiểm tra bộ lửa nữa, xe là có hú lửa, phải coi nhà thử còn bộ lửa không đi mua. Đó, rồi cảm ơn các bạn nhiều. Cục đề, mỗi xe em làm đều gỡ cục đề ra. Em kiểm tra than đề, vệ sinh lại, vớt lam rồi lại hết. Rồi chào các bạn. Thì nói hoài là trước bắt đầu mới vô phần máy ha. Rồi các bạn coi nè, ở đây là cùi dĩa. Thì chủ xe nói là anh tay rửa cho em cái cùi dĩa nó mới, như là xe dọn gì á. Mình mới hỏi là rửa hay là bắn cát hay là quýnh cước, nó nói là rửa. Nó rồi ok, rửa thì việc tao chùm đó, rửa cho nó đúng cái cùi dĩa nè. Rồi, phen vậy thôi xong. Còn về phần lốc, đứng đây. Đó, lốc bất kỳ xe nào cũng vậy. Trước khi đáp em sẽ đều rửa đó. Và ở đây là việc rửa nè. Và thật sự rửa xe này cũng rất là khó ha. Bởi vì mình rửa cho nó lên lại màu nhôm zin, chứ không phải là mình phục hồi nhôm, cũng không phải là mình bánh cát, và cũng không phải là mình tẩy nhôm gì hết. Tất cả hoàn toàn bằng tay hết các bạn. Khi mà các bạn làm bằng tay đó thì những cái bông, những cái sớ zin trên xe nó vẫn còn vậy nè.
Và các bạn thấy dấu hơi chày chày không, là do cái cọ của mình đó, mình chào đó, ở trong rất là đẹp. Rồi xong là phần lốc, đồ cũ chủ xe ví dụ tay dên hay ra anh sẽ trả về lại cho em nè. Dên nè, dên thì em sẽ thay hai cái bạc đạn, một cái C3 và cái không C3 là bạc đạn dên 6305. Tay dên thì anh sẽ thay lại cho em là tay dên Uma. Thực sự với cấu hình cũ của em á thì người ta làm người ta cũng không thay đồ gì hết, ta để như vậy cho nên là em mới bị trường hợp là hú. Hú thì nó sẽ có là nhiều cái hú, trên cơ bản trên sàn nó sẽ hú ba cái, giật ra chút xíu nữa. Một là hú số, anh sẽ thay bộ số sẽ bắt mới cho em. Hai là hú nồi, anh sẽ thay một cặp nhông nồi mới cho em. Ba là hú lửa, anh sẽ thay một cục lửa mới cho em, là ba cái liên quan tới hú hay gặp nhất ở xe. Và nó sẽ tùy trường hợp nha. Ví dụ anh em vô anh em nói là bảo trì nguyên máy zin, hú không quan trọng, thực sự mình sẽ ráp khác. Đó, còn khi mà các bạn như em trai này vô, em trai nói thẳng một vấn đề thôi. Em trai không có nói xe em trai bị sao á, em trai chỉ nói là xe em bị hú. Rất nguy hiểm nha. Bởi vì quên đang nói đâu bảo. Rồi. Thì bây giờ là mình sẽ giải quyết nè. Thì lấy cái mâm đồ cũ của chủ xe một cái, lấy mâm đồ cũ của chủ xe á, thì mình sẽ có hai trường hợp. Một á là mình sẽ thay qua cho chủ xe là full bộ nồi số bắc, full bộ số bắc còn đẹp. Số bắc thì để sau đây đó, đây là nguyên bao đồ cũ chủ xe để mình trả về lại chủ xe nè. Và hai nữa là mình sẽ thay từng nhóm số lẻ, nó có hai trường hợp để mình xử lý như vậy. Nhưng mà trường hợp đây nè các bạn coi nè, cốt số cũ trên xe chủ xe bắt đầu nó khuyết rồi đó, thì mình sẽ không thể nào mình thay là được những xong nhông số lẻ như vậy. Rồi thì nếu mà các bạn muốn thì các bạn thay cốt và bộ nhông số cũng được, còn không á là các bạn mua bộ số giống em đó. Hai trường hợp để bạn xử lý là, một là mua nguyên một bộ số sẽ bắt theo xe còn đẹp gắn vô. Và thực sự mua đồ theo xe thì nó sẽ không có hết hú, hoặc là người ta không có bao cho bạn hú không hú đâu. Răng, những cái răng ở trên nhông á nó còn đẹp hay không đẹp thôi à. Rồi còn nếu mà các bạn mua bộ số mới hãng, người ta cũng không bao các bạn hú không hú luôn, nhưng mà chắc chắn ráp vô nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Và bạc đạn máy em sẽ thay full bạc đạn máy đó, NTN cho chủ xe. Rồi tiếp là về phần con nè. Phần con này sẽ gồm gì? Lá bố cũ trên xe của người ta là xài lá bố lô hay lá bố đội ở đây không biết, đây là nó màu vàng thôi. Còn bố này đúng bố dinh hãng nè thì nó phải màu đó, màu nâu. Lá sắt em sẽ trả về lại lá sắt dinh luôn. Và cũ người ta dớt mặt nhôm để người ta canh độ gì á thì em cũng không biết, thì bây giờ em sẽ trả về lại mặt nhôm dinh. Mặt nhôm dinh của nó lấy danh lá bố lỡ trong này nữa. Mặt nhôm dinh của nó thì nó sẽ có lá bố lỡ và lá sắt lỡ, xe này không có luôn. Và thực sự là cái việc mà để canh lại một cái nồi tự động á cho nó đúng chuẩn á rất là khó khăn, bởi vì các bạn phải ráp đúng mặt của lá bố và lá sắt là một nè, các bạn phải ráp đúng mặt của lá sắt và lá bố lỡ đó. Nhiều anh em thì làm xe độ riết quen á các bạn, người ta không có lưu ý việc đó, người ta bỏ luôn, dục bỏ luôn. Nhưng mà cái vụ đó rất là quan trọng hơn. Sáng sớm vô số là mình cắt, nó không có lá để mà cắt bố. Bữa anh mới mua 5 lá anh bỏ đó. Anh có chỉ rồi. Thì đây một cái nồi sẽ gồm là chuông nè, chuông hay còn gọi là nhông hú trước á, tại vì đây cái nhông nè, hai lá sắt nữa nha. Đây đưa đó anh trước ơi. Chuồng heo nè, là cặp nhông hú nè, là liên quan tới hú. Nó tên nhông hú à, là nó liên quan tới hú nè. Rồi hai mặt nhôm nè, nguyên cầm đế ba càng nè. Thì mình nói với các bạn luôn á, xài đồ hãng riêng Exeter nha. Các bạn mua đồ hãng gì như em thì mới khó chịu quá. Khó chịu đây là về tài chính á. Chứ không thật sự già xài bố cước đỏ, bố xanh, bố đen vậy không biết. Đó, nhưng mà em á, em mọi dòng xe em đều xài bố hãng là vô địch đó. Còn này là người ta dán lại thì dĩ nhiên là tiền nó ít hơn kinh tế của em nhiều rồi, nhưng mà cái chất lượng khách hàng đem lại khi mà được trải nghiệm đồ hãng mà canh đúng cách
thì sẽ cực kỳ ngon, và nó sẽ có ba lá bố này nữa, rất là quan trọng. Một lá sắt và một lá sắt phẳng và một lá sắt bung đó. Và ở đây thêm nữa là một cái lá bố để tách bố. Rồi thì đó, cái xe con tự động lá sắt lá bố rồi là này xong phần nồi. Qua phần lòng thì thực sự là trước khi ấy cũng trao đổi hai anh em là hỏi chủ xe là em muốn cái tình trạng xe em như thế nào, tại vì xe em thực sự đồ người ta ráp đồ lô cũng chỉ có rồi, đồ theo xe xài lại mà dán không đúng cách cũng có đó, thì chủ xe nói em muốn nhẹ chút thôi, cho nên là mình quyết định là mình ráp lại 150 chai để đỡ tốn chi phí để xài được cái vỏ đầu nè. Các bạn thấy vỏ đầu là mình thay hai số bắp mới đó, thay bốn số bắp mới, và mình sẽ thay lại cặp cò mới cho chủ xe. Cò cũ trên xe của chủ xe là nó gần hư rồi đó, các bạn thấy cái đầu mình cũng rửa lại rất là sạch, thay bốn số bắp mới CNC để tiết kiệm được vỏ đầu không cần thay. Rồi ốc tán chỉnh cò phố số bắp đồ thay lại hết, và mình sẽ thay lại một cốt cam. Xe này nặng tiền đồ nha, đồ mua rất nhiều, cốt cam đúng 150, xe 150 thì mình mua cam 150 các bạn. Đây là cam hãng xe bịch nè, trên xe đang đi cam độ đó, cam hãng nè, có chốt cam sẵn, các bạn đạn cam sẵn rất là tiện, có cộng sinh nuôi nhớt chặn nhớt luôn đó. Và một cái lồng, lồng thì hồi mấy bữa người ta ráp, người ta cũng chỉ máy ráp mà người ta lại không có sổ lóc, người ta để gì người ta ráp luôn, người ta dớt đuôi lồng. Còn em thì bây giờ em đã xử lý mặt lóc lại rồi, giờ là ráp vô là lấy, không cần chế độ nữa. Lồng em xài là lồng hãng, và em sẽ so sánh chế bê tông zin và chế bê tông lô cho các bạn coi nha. Nè, cho anh mượn cái gì đẩy chế bê tông ra thì tục dít hay cái lục dép luôn. Trước mắt là camera quay ở trên quay xuống đi, coi chữ mã luôn nè. Rồi áo bê tông này áo bê tông lô luôn nha. Rồi các bạn coi nè, các bạn thấy em mua là mã 3C1 luôn đó, là nhập đó các bạn, của FZ đó. Rồi là một nè, áo bê tông này áo bê tông vớt nè, chứ không phải là áo bê tông zin nè. Có cái áo bê tông không, áo bê tông nè, em xài là nhập Indo luôn. Các bạn sẽ coi cái mặt này người ta vớt rồi nên là nó có dấu dao nè. Nè, mà ở đây nè, áo bê tông zin xé bịch nè, thấy nó dài không? Áo bê tông này trái bê tông lô ắc nó ngắn luôn. Đó, ắc hãng thì thực sự các bạn biết dài ngắn là sao không? Là để các bạn gài phê bê tông đó các bạn. Đó là nó vô vừa đủ nè. Nè, áo bê tông hãng xé vô là bắt đầu cái rảnh này nè, là đỡ gài cái phê bê tông lại vừa đủ. Trong khi đó cái ắc này lại ngắn hơn, là các bạn tự có câu trả lời là cái này đồ gì vậy. Bởi vì rất nhiều anh em á, nè trái bê tông của em là nó có chữ Indonesia luôn nè. Thì cũng nhiều anh em, à anh ơi làm full cái máy bao nhiêu tiền, à anh Tây làm bao nhiêu đó. Thế bắt đầu mấy anh lên mẹ mà anh nhảy xuống anh kiếm chỗ khác. Anh ơi làm mấy nhiêu tiền nghe rẻ hơn, đồ má anh này rẻ hơn nè, chạy qua. Chạy qua xong rồi cái là rẻ hơn thiệt, đồ Thái mà Thái vú nha, là đồ hãng nhưng mà hãng chợ lớn. Hãng chợ lớn nó khác với các bạn đi vô hãng Yamaha các bạn mua. Rồi toàn bộ ron sinh phốt nè, đó camera quay chậm chậm thiện, lọc từng cộng sinh lên thiện. Đó, từng cộng sinh từng cái phốt em xài đều chính hãng hết. Rất quan trọng nha, riêng xe da sinh phốt quan trọng cực kỳ. Bởi sao nó bơm nhớt đầu dên, cái nắp nồi để đâu ta, hai nắp nồi á, à quên xe chủ xe sơn. Tại vì á, ví dụ nè, cái phốt này là cái phốt bơm nhớt đầu dên, nó là sẽ bơm nhớt đầu dên, nó chặn nhớt nè, nó sẽ có cái lỗ ở giữa nè. Các bạn xài phốt lô á, nó tiệt ra bơm nhớt yếu liền, là một. Cái thứ hai nữa, xe này xài phốt đun nước lô này là cái rớ, rớ này mua của Thái luôn nè. Nhiều anh em hiện tại giờ đang xài rớ CNC rồi, nhưng mà mình vẫn trung thành với đồ hãng, bởi vì mình ráp xe zin mà phải làm xe độ đâu biết như nào hơn. Rớ này em thay lại cho chủ xe là đúng rớ xịn luôn nè. Rồi cái thứ hai nữa là bộ phốt đun nước cực kỳ quan trọng nè.
phó bơm nước, khi thay cốt bơm nước và phó bơm nước phải lưu ý một cái phốt hãng nè. Khi thay phốt bắt buộc phải thay cốt chứ đừng có thay cái phốt không nha. Và mặt đạn nè, mặt đạn này ở trên xe này á, là người ta phạm sẽ là sai lầm á, là người ta gắn sai mặt đạn, đúng mặt đạn của ẹt luôn á, nó không có bít mà chủ xe gắn bít, không phải chủ xe mà thợ trước người ta gắn bít, đúng nó là phải như vậy đó. Cho hôm qua các bạn thấy clip anh chị mấy là mặt đạn nó có bít là nó sai rồi các bạn đó. Rồi thêm cuộn lửa nữa thì giờ như vậy sẽ có những thằng vô nói là thằng Tây nó thay mới hết chắc chắn phải ngon, mình nói với bạn cùi nè, không ngon đâu. Số em xài số theo xe nè, xác suất thất bại hoặc có hú lại phải chỉ máy lại cao có. Giờ đầu em xài lại em tận dụng chủ xe đỡ tốn như phí nè, đâu phải em thay mới đâu. Và cái quan trọng nhất các bạn biết là cái gì không, cặp lốp số và dân cũ nè, dân cũ lốp số cũ nè, lưng bật đạn rồi nó mòn theo năm tháng đồ á, ráp lại chưa chắc ngon đâu, hoặc là vỡ chất liệu vỏ đầu đồ á, cho nên là thật sự sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn khi các bạn ráp lên, các bạn phải canh chỉnh nó. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, giờ em tiến hành em ráp. Rồi thì giờ này là bình xăng cũ trên xe chủ xe nè, mình sẽ xúc rửa lại sạch sẽ chủ xe, thì các bạn cũng thấy rất là dơ ha. Bây giờ mình sẽ xúc lại và da bơm này đang hư, da bơm là gì đâu, ẩn dở lên đó, da bơm là đó, là cái mà em hay review là nó nhỏ chút xíu vậy mà mắc tiền các bạn. Đó thì không biết chủ xe có thay không, để hỏi chủ xe một cái. Chào bạn, đây là những món đồ bỏ sơn cho xe Exciter. Bây giờ ví dụ nè, các bạn thấy trước khi bỏ sơn là mình dán mình bít đồ lại rất là kỹ, đúng không? Đó, cả nắp nồi và nắp lửa, và riêng nắp nồi và nắp lửa mọi dòng xe rất là quan trọng. Các bạn mà vệ sinh không sạch á, nó sẽ bị lột dên nha. Cái này là em nói đúng chứ không phải em nói tầm bậy nha. Tại sau này thật sự là thợ sơn người ta kỹ lắm, người ta công nghệ lên, người ta bắn két, thì khi bắn két kỹ đó nó sẽ đẩy ra cái tai hại đó. Thì bây giờ em bỏ này vô nè. Thiện cầm anh đó này ra anh nè. Thiện thì bây giờ ở đầu em lấy cái này ra đó, mà các bạn thấy mình bít rồi nè, mà ở trong nè vẫn còn két, ghê không. Lấy cái phốt ra luôn, để phốt ra luôn đó, các bạn thấy nó lạ không, nó lạ lùng vậy đó. Đó bây giờ là mình đã bít rồi đúng không, mình đã bít kỹ rồi đúng không, mà nó vẫn còn két, cho nên là anh em nào mà ẩu á, lấy chiếc dịp đi, anh em nào mà ẩu anh em đỡ ráp vô luôn là chết khách. Cho nên là các bạn đừng nghĩ là khi mà nè móc lấy cây móc rồi, cây móc sau lưng nè, khi mà mình kỹ là một phần, nhưng mà quan trọng á, cái người thợ sơn người ta đâu có làm nghề đâu các bạn, người ta đâu có rành đâu, người ta đâu biết được những cái điều này, thì người ta làm không kỹ đó. Lỗ, cái lỗ này là lỗ bơm nhớt nè, ở đây nó có lỗ là lỗ bơm nhớt. Rồi ở dưới cái phốt nè, mình kỹ thì kỹ một phần thôi đó, nhưng mà cái người thợ sơn á, người ta cũng kỹ đâu hảo đâu, nó kỹ nó bắn két nè, nó bắn két là đẩy nó hết được cái nước sơn cũ độ dưới xả ra sạch sẽ luôn đó. Nhưng mà cái đó chính cái kỹ đó mới là cái tai hại nè các bạn coi nè, két không. Thì bây giờ là bắt đầu em sẽ vệ sinh hai cái lốc rồi. Nhất là nhiều anh em nè nghĩ là sơn đúng không, thì đúng là sơn rồi đó, nhưng mà vài bữa nè nó phát sinh ra cái hậu quả là cái phuộc các bạn hư nè. Thiện thì bây giờ là trước mắt là đa số bỏ vậy, những cái xe nào em dọn đều bỏ sơn trước, em mới giờ làm cổ phục với ba sau em nảy này ra anh. Thì bây giờ là các bạn thấy nè, trước khi bỏ nè sơn nè là em đã quấn băng keo phuộc cho người ta trước nè, rồi bắt đầu là em nhét bịch ni lông ở dưới ti phuộc nè. Những cái quá trình này mình ít quay với các bạn hơn đó, nhưng mà nha ở trong đây nó vẫn vô nè đó. Thì bây giờ em sẽ rửa sạch sẽ hết trong này và bắt đầu em sẽ thay phốt phuộc, em thay cặp phốt phuộc mới vô cho an toàn đó. Bây giờ em sẽ vệ sinh hết hai cái lốc ti phuộc. Cho nên nhiều anh em á hay nói là hồi xưa có một cái vấn đề xảy ra là xe thì bỏ anh Tây làm máy, mà làm máy xong đem đi sơn giờ lột dên, do đây nè, do người thợ sơn người ta không có xử lý kỹ, người ta cứ nghĩ là sơn xong ráp vô, người ta đâu có chịu phát sinh với khách. Mấy ông mê rẻ mà nhận rẻ quá, nhận sơn lốc, nhưng mà mình nói các bạn sơn lốc nó sẽ phát sinh ra
Ron nè, là một rồi Ford nè. Một cái Ford nè. Hai cái Ford nè. Ba cái Ford nè. Tới này là cộng sinh là 4 nè. Tới này cộng sinh là 5 nè. Mấy anh không có biết. Đó, cho nên là các bạn đừng có nghĩ rẻ là hay nha, rẻ không có hay. Mà làm đúng hay không, xử lý an toàn cho khách hay không mới là quan trọng. Cảm ơn các bạn, giờ mình vô quá trình là vệ sinh dàn lốc cho xe. Đó thì bây giờ bắt đầu là gỡ ra, vệ sinh từng chi tiết luôn. Ví dụ như đồ khách giữ lại thì giữ lại chứ, nhưng mà mình phải làm sao sạch sẽ nhất để mà người ta tiếp tục sử dụng an toàn. Đó, có rất là nhiều anh em rất là ngu ngơ, nói là à, giống như sao xe em đang chạy bình thường vậy á, cái giờ tự nhiên phục nó hư. Thực sự không phải đó các bạn. Xong đầu mình thấy phục mới mới, cái mình hỏi ủa em sơn phục đồ hả, nó à em mới sơn lại. À vậy đúng rồi em ơi, sơn phục lại người ta không có vệ sinh như mình kỹ á. Người ta ráp vô giống như ta sơn xong ta ráp vô. Đó là xong à. Còn mình thì khác ha, vệ sinh đồ sạch sẽ đồ hết. Đầu mới thay Ford, nè Ford đồ chai, dựng đứng cái Ford lên. Đó nó Ford rồi nó chai, nó dảnh mí dảnh môi đồ hết. Đó nứt nữa nè. Đó quay vô nứt. Đó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi cảm ơn các bạn nhiều ha. Rồi thì bây giờ tới lóc nồi nè. Riêng em nha, lóc nồi, lóc mâm lửa quan trọng nhất. Đó, Exeter á, tại vì bên mâm lửa Exeter là lóc của nó là cũng nhớt có đi trong đây luôn. Đó, nhớt nó bên đây là nó mâm lửa ướt mà. Đó, bây giờ bắt đầu là em sẽ vệ sinh nè. Rồi cứ làm bình thường đi em trai. Em sẽ vệ sinh nè. Cái lỗ bơm nhớt nè, đường nhớt nè, móc đồ ra sạch sẽ hết, vệ sinh xong quay cho các bạn con tắm cho đẹp trai. Đó thì bây giờ là lóc nồi nè, đầu em vệ sinh sạch sẽ hết rồi ha, trong ngoài. Bây giờ bắt đầu em thay phó thẻn vô, rồi lật lại mặt này. Đó, sạch sẽ hết mọi thứ. Bây giờ sẽ tiến hành thay phó thẻn xin đồ vô, chủ xe bắt đầu ráp lên cái máy canh chỉnh này sẽ tơ. Thì giờ bắt đầu em mở ra ha. Ngày đầu em nổ máy với cấu hình mà lựa chọn thay đổi những cái bảo dưỡng lại những cái phụ tùng zin á, thì em không vừa ý lắm, thì mình và chủ xe có cùng trao đổi thôi, thì sẽ làm lại một cấu hình bền và nhẹ nhàng hơn. Đầu lục dấu ma co xăng bộ chế hầu khí. Rồi thì bây giờ đầu tiến hành em ráp canh chỉnh lại nè. Những quá trình này các bạn thấy vậy thực sự rất là lâu nha các bạn, 2-3 ngày. Các bạn làm một chiếc xe hay là thay đồ một chiếc xe, câu trả lời dành cho chính những người khách, người ta làm, người ta trải nghiệm và người ta cảm nhận. Ví dụ như xe này nè, các bạn thấy em làm xong em rớt đầu lòng ra 2 lần. Cái lòng này em đổi là cái lòng thứ 2. Thì bây giờ là nó êm hết. Thì bây giờ dàn chân em sơn màu bạc, làm sơn gì? 1, 2, 3, 4 nắm lóc cái gấp và phục trước. Đó, cho chủ xe. Rồi, bát tăng sơn CNC. Đó, đây, bát tăng sơn CNC. Kiểm tra bóng đèn sau. Đó, đạp thắng là phát sáng được không? Hả? Đó, cái này em chưa gắn đèn áo cho nên nó không chớp nha các bạn. Chừng nào mình gắn hai cái đèn trước nữa nó mới chớp. Rồi, hàng nhựa và thay hai mỏ cày bị bể cho chủ xe. Lát nữa em ráp hết em quay cho các bạn coi. Em đọc bên trong, dán tem lại, vỏ Ferrari Rosso. Cái vỏ Ferrari Rosso này là chủ xe nhờ em thay á. Chủ xe hỏi vỏ này đi sao anh Tây, nó chờ đi hết bài luôn chứ sao mày. Vỏ này đi ngon mà. Thay van dầu CNC cho chủ xe. Thay nhông sinh dĩ tay gu niễn. Làm cổ phục chẳng ba trước. Cái chẳng ba này á là người ta bắn ốc, người ta không có vệ sinh được sạch sẽ, nó cháy ốc, nó răng, hư răng chẳng ba. Thì mình cứu lại, mình không cần thay chẳng ba mới nè. Nhưng mà khi làm chẳng ba lại mình phải thay bộ chẳng cổ mới cho người ta. Và mình thay hai phốt phục. Đó. Rồi ở đây là xe này muốn chạy nhẹ chút á, xe này là làm bài 57 vật lý nha, chứ không phải là bài 57 không cơ khí. Đó, bài 57 vật lý đến từ anh Bảo. Thì xe đang nổ luôn các bạn. Đó, thì mình có thay thêm một cái bình xăng con, một cái co xăng, một cái cục IC sáp màu đỏ không tăng chỉnh. Rồi vậy là xong á, thì chủ yếu là mình quay trong để các bạn thấy rõ nó. Xong xu hết, bây giờ mình ráp vô nè, ráp vô quay cho các bạn coi quá trình hoàn thiện chiếc xe này. Cảm ơn các bạn nhiều. Khi mà em làm xong đó các bạn, đó là hồi chiều là em chưa ráp đèn áo đúng không? Giờ em ráp đèn áo hết nè. Bắt đầu nhớt đuôi đai này em xả bỏ và bắt đầu em thay bình nhớt mới chủ xe. Bởi vì có nhiều anh á giờ ảnh quên cái việc là ảnh phải thay nhớt liền luôn. Cho nên là em xả bỏ em thay nhớt mới chủ xe luôn nha các bạn. Là chủ xe giờ đi
thêm 10 sau chủ xe thay bình nhớ mới giùm anh nha chủ xe. Tổng kết thì làm thêm là hàng nhựa Boe nè, cơ gió Boe nè, dây ga, lọc xăng, bóng đèn đuôi. Hôm qua là em nói các bạn thay bóng đèn đuôi chủ xe á, một bóng đèn đồng hồ, lọc gió Uma và bơm xăng. Còn qua làm những cái hôm qua cũng động luôn rồi. Thì ở đây là hai cái mỏ cày, cái này em kêu là mỏ cày nè, ở camera quay vô. Thì là em vô hãng em mua hai cái mỏ cày mới. Rồi đầu em bỏ đi em dán tem lại cho chủ xe. Đó, là xong xuôi hết 100%. Rồi. Tiếp tục nè, hồi tối qua vẫn chạy luôn đây cho chủ xe nha. Bấm đề cái nổ nè, xe đang nổ á, lấy luôn mày. Rồi bên đây quay cho các bạn coi nhông sinh dĩ tay con niễn 7075. Xe rửa cho chủ xe luôn rồi, đẹp đẽ sạch sẽ. Ré ra đuôi, đâm ra đuối. Rồi đèn nổ. Đèn nổ nè, rẽ nè, rẽ nè. Rồi xong 100%. Làm độ đựng kiếm em, làm dinh kiếm em, chạy nhẹ nhàng, bền đúng phụ tùng hãng mà biết canh chỉnh. Đó, xe chạy cái gì không giữ ý, em có đồ sẵn em giật ra em đổi em thay, tìm ra đúng bình cho chủ xe. Đúng bình xong mới thay cái đó, mới kêu là chủ xe thanh toán tiền chứ còn chưa đúng bình cứ nói lan man chi đúng không? Làm ở đâu bắt bình ở đó. Cảm ơn các bạn nhiều.